Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Sự oi ả và nóng bức những tuần vừa qua đã chính thức thông báo một mùa hè mới đã đến. Sẽ là những chuỗi ngày dài bật điều hòa 18 độ rồi đắp chăn đi ngủ, uống thật nhiều nước và muốn tắm suốt ngày. Như hiểu được ý muốn của con trẻ, chồng mẫu giáo Futaba tổ chức một cuộc thi bơi vừa để xóa tan cái nóng, vừa để rèn luyện thêm sức khỏe. Lớp hoa hướng dương cũng tất bật để chọn người tham gia. Shin, Kazama, Nene và Ai là bốn cái tên được cô Yoshinaga điểm mặt gửi vàng. Thế nhưng Ai lại không đồng ý. Nguyên nhân là gì và liệu các bạn có thuyết phục được AI hay không? Câu trả lời có trong tập phim ngày hôm nay nhé. Còn giờ thì sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu ngay thôi. Tập phim Mùa hè là mùa để bơi. Các em ơi, hôm nay cô có một tin rất vui muốn thông báo cho mấy đứa. Ôi là gì vậy? Lẽ nào cô Yoshinaga quyết định sẽ ly hôn ạ? Hắn nói xà lơ vậy xin, cô đang hạnh phúc như thế, bỏ là bỏ thế nào? Kazama vội lên tiếng, bảo cô mau nói tin mừng ấy là gì, không cần để ý tên siêu quậy kia. Sang tuần, lớp chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi bơi lội do trường tổ chức. Xin nghe câu được câu chăng, tưởng cuộc thi này dành cho các chị gái xinh đẹp nên phấn khích lắm. Cô Yoshinaga vội dập tắt ước mơ cháy bỏng của cô cậu. Dạy đi ông cháu ơi, cái này là tổ chức cho mấy đứa. Ngoài bơi ra cũng có rất nhiều các hoạt động khác nên các em cứ yên tâm vui chơi. Giờ cô sẽ chọn ra bốn bạn đại diện lớp hoa hướng dương tham gia cuộc đua bơi tiếp sức đồng đội 25m này nhé. Đầu tiên là Kazama, thứ hai là Nene, ba là Shin và người cuối cùng là Ai. Nhưng Ai không muốn tham gia chút nào, cô bé ghét nhất là bơi lội. Cô Yoshinaga và Kazama khuyên nhủ Ai nhưng cũng không ăn thua, cô bé cương quyết lắm, gay go đấy. Vì giờ ngoài Ai cũng không còn bạn nào bơi được 25m nữa. Trên xe ô tô, chú vệ sĩ thông báo cho Ai lịch trình học chiều nay. Cô bé sẽ học các kiểu bơi truyền thống Nhật Bản được hướng dẫn bởi một thầy giáo người Pháp. Bực mình thật, đã nói không thích mà cứ ép học là sao? Nghe nói chú Kuro Iso thích vỏ ốc xà cừ của Okinawa, Ai hiện đang có một cái, hàng tuyển đấy, nên xịn xò lắm ạ. Tưởng tượng mà xem, chú ấy sẽ dùng nó thổi một cái, tiếng kêu hết sức tuyệt vời, đã vậy hình dáng cũng đẹp, nghĩ thôi đã muốn chảy cả nước miếng rồi. Nhưng mà chú Kuro Iso không dễ dàng bị mua chuộc vậy đâu, không hoàn thành nhiệm vụ, bà chủ lại mắng chết. Xin chào thầy Ian, tôi đã đưa tiểu thư AI đến rồi đây. Wow, nhan sắc và body này cũng được xem là một soái ca đấy. Chợt thầy để ý đến bước đi của AI, vội lập tức sửa lại cho cô bé sao cho chuẩn nhất có thể. Cả cách xuống bể bơi cũng bị thầy chỉnh từng tí một, hòa trường đến mức dùng cả thước đo độ luôn ạ. Thế này thì bảo sao mà cô nhóc không thích học bơi? Bơi được một đoạn, thầy Ian vội nhắc cô nhóc tư thế tay bị sai, khớp của ngón đầu tiên phải cong 35 độ rồi quạt xuống. Bực nước vỡ bờ, AI vội nhảy lên, tuyên bố sẽ không học nữa. Thầy nói nhiều quá, nhức hết cả đầu. Đã đến hôm tổ chức cuộc thi, trong phòng thay đồ của lớp hoa hướng dương, cô Yoshinaga vẫn đang cố gắng thuyết phục AI tham gia bơi tiếp xúc đồng đội cùng mọi người. Nhưng cô nhóc kiên quyết không chịu, dù cho không đau bụng, không có vấn đề gì hết thì AI cũng không tham dự đâu. AI siêu siêu ghét bơi lội. Đang trong trạng thái mơ hồ và bất lực thì Shin siêu quậy xuất hiện, đề xuất với cô Yoshinaga một ý tưởng rất hay, đó là lừa Kazama bơi thêm lượt của AI. Khổ quá, nói thầm mà dùng tông giọng quãng 8 thế kia thì Kazama nghe thấy hết rồi còn đâu. Mà gợi ý của Shin cũng đúng, giờ chỉ có 3 bạn thì chắc chắn sẽ có một người phải bơi 2 vòng. Nene không muốn đâu, bơi như vậy mất sức lắm. Đúng lúc này, một giọng cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người vang lên, là Chita bên lớp hoa hồng. Cậu ta thông báo tới đối thủ của mình rằng bên đội lớp hoa hồng sở hữu một kình ngư từng đoạt huy chương vàng giải bơi lội cấp tỉnh dành cho em bé Kausuke Minamijima. Và tất nhiên là chẳng ai để ý đến hai nhóc ấy. Lớp hoa hướng dương vẫn đang bận tranh luận xem ai sẽ là người bơi hai vòng, mọi ý kiến đều nghiêng về Kazama. Trong tình huống như vậy, bạn chỉ cần nở một nụ cười tự tin để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Các em sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, xuất phát! Sau khẩu lệnh của thầy hiệu trưởng, các kình ngư bắt đầu cuộc thi. Vòng 1 do Kazama đảm nhận bơi trước, cô Yoshinaga cùng biệt đội phòng vệ Kasukabe thi nhau hò hét cổ vũ cho nhóc ấy. Ai vẫn đang chăm chú quan sát. Rất nhanh, Kazama đã cán đích đầu tiên. Lượt thứ hai là Nene, cô nhóc cố hết sức, tuy nhiên vẫn không thể nhanh bằng đối thủ. Giờ đến Shin, nhưng mà ai kia vẫn còn đang làm trò con bò, Nene phải quát cho một trận thì siêu quậy mới tập trung thi đấu. Xem đây, tuyệt chiêu bơi chó chồng mông, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Kiểu bơi lạ lùng này khiến cho không chỉ đối thủ mà các đồng đội của Shin cũng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Nhìn Crush bơi lội, AI cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là kiểu bơi mà cô nhóc tìm kiếm bấy lâu. Bơi tự do, bơi thoải mái hết sức có thể, không theo một khuôn mẫu nào. Nó cũng đem lại hiệu quả đấy. Bằng chứng là cô Shin đã vượt qua Chita và hoàn thành vòng 3. Lượt cuối, khi cô Yoshinaga đang cố gắng nhờ Kazama bơi nốt thì AI xuất hiện. Cô nhóc sẽ đảm nhận vòng cuối này. Đối thủ của AI chính là Kausuke.
Đúng là nhà vô địch có khác, Kousuke nhanh chóng vượt qua AI một quãng xa, nhưng nhóc ấy đã có bí quyết do Crash truyền cho. Cùng với những lời cổ vũ của bạn bè, AI tăng tốc và cán đích đầu tiên, biến Kousuke thành cựu vô địch. Lớp hoa hướng dương vỡ òa trong hạnh phúc, họ đã chiến thắng rồi. Mọi người không quên khen AI vì pha lội ngược dòng ngoạn mục này. Cô nhóc mỉm cười cảm ơn các bạn, đặc biệt là Shin siêu quậy, bởi Shin chính là người đã truyền cảm hứng cho AI để cô nhóc hoàn thành cuộc thi. Đúng là một cuộc đua ngang tài ngang sức và vô cùng gay cấn, phải không nào? Tập phim Shin muốn làm phi hành gia. Tại sân vườn của gia đình Nohara, Bạch Tuyết đang ngủ một cách ngon lành, bỗng có một con ruồi đậu trên đầu cậu ta khiến Bạch Tuyết khó chịu mà thức giấc, vội đuổi theo nó, đồng thời sủa inh ỏi. Ê Bạch Tuyết, đừng có hét nữa, đau đầu quá. Là mẹ Misae, mẹ đang ngồi khâu quần áo. Xin bước vào thông báo với mẹ rằng mình muốn trở thành phi hành gia. Mẹ sốc không nói nên lời, giờ mà bảo cu xin không làm được thì mẹ thấy không nỡ. Ai đời lại đi dập tắt ước mơ của con trẻ bao giờ, dù cho mẹ không có niềm tin ở siêu quậy cho lắm. Rất tốt, mục tiêu tuyệt vời đấy, cố gắng thực hiện con nhé. Nhưng mà xin nghĩ lại thấy khó quá, thôi bỏ đi vậy ạ. Trời đất ơi, chưa bắt đầu mà đã bỏ cuộc thế này. Xin, giờ con đang còn rất trẻ, nhiệt huyết vẫn đang dâng trào nên hãy cố gắng hết sức để biến ước mơ của mình thành hiện thực, không có gì là không thể. Nghe bài diễn văn của mẹ làm Xin có động lực ghê, cu cậu lấy lại quyết tâm, hứa sẽ trở thành phi hành gia. Mà điều gì khiến siêu quậy muốn làm việc này vậy? Bởi sự lãng mạn của vũ trụ đó mẹ. Xin muốn bay ra ngoài không gian khám phá sự lãng mạn đó cùng các hành tinh khác. Chà, siêu quậy làm mẹ xúc động quá, nhưng chưa kịp kéo dài bao lâu thì cu cậu lại thả cho mẹ một quả bom đầy cảm lạnh. Mục đích quan trọng nhất là Xin muốn đến các hành tinh của các chị gái xinh đẹp với vòng một siêu khủng ạ. Tưởng tượng thôi mà đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Mẹ vội kéo Xin về thực tại, mặc cho cậu nhóc vẫy vùng vì tưởng mẹ là người ngoài hành tinh đến phá giấc mộng của mình. Đây là trái đất con ơi. Vậy nếu muốn trở thành một phi hành gia thì Xin sẽ phải học tập siêu siêu chăm chỉ. Tưởng gì, chuyện này dễ ở đấy mà, Xin cũng thích học lắm ạ. Mẹ với Bạch Tuyết lắc đầu ngao ngán, không biết là quyết tâm được bao lâu. Bài huấn luyện đầu tiên, chống chọi với việc con tàu vũ trụ rung lắc cực mạnh khi xảy ra sự cố. Cấp độ 1, xem chừng khá ổn, nâng cấp lên tốc độ cao nhất. Mẹ quan sát, cảm thấy cứ quay thế này Xin sẽ chóng mặt lắm đấy. Vừa dứt câu thì ai kia dừng lại vì thấy không ổn. Bụng Xin đang khó chịu quá ạ, cảm giác bị đảo lộn hết cả. Ở ngoài vũ trụ mệt mỏi thật, xoay như thế không chóng mặt mới là chuyện lạ. Có lẽ Xin sẽ phải tập làm quen với môi trường không gian ngoài vũ trụ để tránh cảm thấy khó chịu, nên nhờ mẹ hãy tỏ ra dễ thương đi ạ. Mẹ không thích nhưng vẫn phải chiều theo ý cu Xin. Không hiệu quả rồi, con thấy buồn nôn hơn lúc nãy. Ý này là như thế nào đây? Chê mẹ hả? Là do siêu quậy huấn luyện sai cách thì có. Giờ thì con đang làm gì vậy Xin? Huấn luyện không trọng lực ạ. Đi đi lại lại như thế này mà cũng được coi là huấn luyện ấy hả? Đúng rồi ạ, mẹ xem này, Xin sẽ trườn lên bàn, đứng dậy nhún nhảy. Quý siêu quậy ơi, quần sắp tuột hết đến nơi rồi. Mẹ bực mình vì bị cu Xin quậy phá, bộ cho cu cậu ăn một cái cốc đầu. Mày mãi không xong cái áo, ngồi lâu mỏi vai, mẹ bảo Xin ra bóp vai cho mẹ một chút. Con đang bận học rồi mẹ ơi, rõ ràng là đang ăn bim bim mà bảo là học, rồi là bận dữ chưa? Xin học thật mà ạ, học cách ăn trong môi trường không trọng lực. Nó vẫn giống mọi khi Xin hay làm mà, chả khác tí gì. Đây, để Xin làm cho mẹ xem là nó khác ở đâu. Tung miếng bim bim lên rồi chạy ra đỡ lấy nó, một phát ăn luôn. Mẹ không biết nên khen hay mắng cho một trận nữa đây, mà cho mẹ Xin một miếng với. Trượt mất rồi. Khoan đã, đây là gói hút ẩm mà, cái này không ăn được. Thế mà con cứ tưởng mẹ thích ăn nó. Đây để Xin đưa lại cho mẹ, lần này thì mẹ đỡ chúng rồi. Bạch Tuyết cũng được một miếng này, nhóc giỏi hơn mẹ rồi. Ăn nói xà lơ, mẹ lại đánh đòn giờ. Đã thay xong tã cho Hima, mẹ đang phân vân không biết nên làm gì vào buổi tối thì Xin gọi mẹ. Ra là cu cậu đã làm xong một mô hình tàu vũ trụ bằng bìa cắt tông. Cuối cùng thì cũng học được thứ bổ ích, mà dòng chữ trên thân tàu bị sai, phải là NASA chứ không phải hành tinh trứng. Hima nghe thấy tiếng anh trai vội bò ra, Xin bảo với cô nhóc mau đứng gọn vào một chỗ bởi tàu sắp cất cánh. Hima không quan tâm, giật cây mũi tàu rồi đội lên đầu mình, thì không sao, tàu vẫn hoạt động được. Trước khi khởi hành, siêu quậy vội gửi lời chào tới tất cả mọi người, từ bố, mẹ rồi đến vợ của mình, chị Nanako. Thậm chí ai kia còn thâm tình hứa hẹn sau khi trở về thì sẽ sinh một em bé thật đáng yêu. Đúng là không ai đánh thuế giấc mơ nên mình bất chấp mà mơ thôi. Đã đến giờ cất cánh, Nohara Shinosuke đã có mặt, tàu sẽ được phóng trong 3, 2, 1. Đã phóng vào vũ trụ, đồng thời Shin cũng loang quang chạy khắp phòng. Tối hôm ấy, Shin say sưa xem TV, hôm nay có chương trình phát sóng trực tiếp là một ban nhạc đang biểu diễn tại concert của họ. Siêu quậy bảo mẹ mình không muốn làm phi hành gia nữa mà sẽ làm ca sĩ, đánh trống và hát hò, được bao nhiêu chị gái xinh đẹp ngưỡng mộ vây quanh. Mẹ chán chẳng buồn nói, thế mới đúng là trẻ con, các bạn nhỉ?
Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Dạ, mà tên nè.